thành cọ cọ này, thoải mái này, xà xà này. Đây là cái trao đèn nhé, cái trao đèn bằng điêu khắc, công nghệ điêu khắc của Vinco 3 và tạo lên các cái hình ảnh theo ý muốn. Đây là một cái tác phẩm của con chuồn chuồn. Cái màu men này là màu men gốm ceramic nhé, cho nên là có kỳ cọ thỏa mãn, các bạn dùng lâu ngày đấy. Và cái do là cái bức tranh nó rất là có tiếng chuông nghe rất là hay, rất là bền. Đấy. Và đặc biệt là một cái trao được làm được chế tác rất tinh tế và uốn từ kính phẳng, điêu khắc xong rồi cho vào uốn sau nhiều lần vào